Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Từ đầu tháng 4 tới sẽ đưa vào vận hành nhà máy giết mổ gia súc lớn nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hội du lịch 2023 từ ngày 6 tháng 4 với nhiều sản phẩm hấp dẫn kích cầu du lịch. Lở đất kinh hoàng tại Ecuador, hàng chục người thiệt mạng và mất tích. Sở Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh ra văn bản khẩn cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới nhắm vào học sinh. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 4 tới, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có thêm một nhà máy giết mổ gia cầm với công suất mỗi dây chuyền là 120 con heo một giờ. Đó là thông tin được chia sẻ tại buổi họp báo vận hành nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm An Hạ vào sáng nay. Dự án nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm An Hạ sẽ có 6 dây chuyền giết mổ với công suất pha lốc 900 con heo một ngày. Các công đoạn sản xuất được cơ giới hóa và tự động, đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh thú y, có hệ thống thông tin quản lý toàn diện, thuận tiện trong quá trình truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Việc vận hành nhà máy cũng góp phần cung cấp nguồn thực phẩm sạch cho người dân với giá thành hợp lý. Tiến bộ công nghiệp thực phẩm nó treo cao thực phẩm lên để giết mổ, còn thủ công thì nó giết mổ ở dưới thấp, chuyển đổi thành công nghiệp thì nó sạch sẽ hơn. Chủ trương thành phố là sẽ đưa ra những giám sát chặt chẽ hơn để nguồn heo nó không có đi qua các tỉnh lân cận. Nó sẽ tập trung vào các cái lò giết mổ công nghiệp để mình hoạt động tốt hơn, đảm bảo nguồn heo nó ổn định. Việc đi vào vận hành của dây chuyền nhà máy từng bước hiện thực mục tiêu của thành phố là đến ngày 31 tháng 3 năm 2023, các cơ sở giết mổ gia súc gia cầm thủ công trong khu dân cư sẽ chuyển vào trong các nhà máy giết mổ công nghiệp. Để đảm bảo công tác cấp căn cước công dân cho học sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông sắp tới, từ nay đến ngày 31 tháng 3, Công an Thành phố Hồ Chí Minh mở đợt cao điểm hỗ trợ cấp căn cước công dân gắn chip cho công dân có năm sinh từ 2004 đến 2008. Mục tiêu đặt ra là 100% các em trong độ tuổi tuyển sinh đều có căn cước công dân gắn chip và mã định danh điện tử trước ngày 20 tháng 5. Tại trường Trung học cơ sở Dương Bá Trạc, phường 2, quận 8, để đảm bảo việc học không bị gián đoạn, Công an quận 8 đã cử lực lượng đến tận trường cấp căn cước công dân cho các em. Dạ, tầm 5 phút rồi chị. Ở nhà mình chuẩn bị giấy khai sinh, bảo hiểm y tế với lại số điện thoại, mã định danh. Ngày hôm nay là 32 em thì được công an hỗ trợ rất là tốt, phụ huynh rất là quan ngênh. Và đó là những bé mà khó khăn trong cái việc di chuyển đi làm bởi 2 ngày cao điểm. Trong đợt cao điểm này, Công an thành phố sẽ cấp căn cước công dân gắn chip theo chủ trương, không phân biệt nơi thường trú và không yêu cầu học sinh quay về địa phương để lấy số định danh điện tử đối với trường hợp thiếu thông tin. Công an quận tổ chức làm 3 ca bắt đầu từ 7:30 cho đến 22 giờ đêm để đảm bảo rằng tất cả các em học sinh trên địa bàn quận đều được cấp căn cước công dân. Từ ngày 1 đến 10 tháng 5, phụ huynh học sinh vào trục dữ liệu tuyển sinh bằng mã định danh của học sinh để kiểm tra thông tin. Nếu thông tin có sai sót thì nhanh chóng liên lạc với cơ sở giáo dục hoặc địa phương khai báo dân cư để kiểm tra thông tin, cung cấp thông tin lại. Hiện nay có hơn 31.000 xe vi phạm đang bị tạm giữ, tịch thu tại 7 kho bãi thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Công an Thành phố Hồ Chí Minh PC08. Đây là con số được BC08 đưa ra tại buổi làm việc về tình hình thực hiện công tác quản lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính diễn ra sáng nay. BC08 cũng đề xuất thành phố xây dựng thêm kho bãi để giải quyết tình trạng quá tải trong thời gian tới. Do quy trình xử lý phương tiện tạm giữ tịch thu phức tạp, mất nhiều thời gian, nên thời gian xe lưu tại bãi dài dẫn đến tình trạng quá tải. Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố vẫn có những biện pháp để giảm thiểu tình trạng xuống cấp của các tài sản đang bị tạm giữ tịch thu. Những cái tăng vật và đục số khung số máy rồi không thể cho phép lưu hành nữa thì chỉ có bán phế liệu hoặc bán giá phụ tùng. Còn đối với những cái tăng vật mà người dân mà đến bảo quản thì được bảo quản trong những cái nơi tốt để có thể trả ngay cho người dân. Được kiến nghị của thành phố, thứ nhất đầu tư xây dựng 4 kho vệ tinh. Đề xuất thứ hai nữa đó, Ủy ban nhân dân thành phố cấp cho cái kinh phí để chúng tôi xây dựng nên những cái kho tạm giữ tăng vật phương tiện cho lực lượng cảnh sát giao thông thành phố cũng như công an quận huyện sử dụng. Cũng có các đề xuất rằng các kho bãi tạm giữ nên áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để quản lý phương tiện tốt hơn. Bệnh viện Quân y 175 Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang phối hợp với tổ chức Operation Work Chicago Hoa Kỳ tiến hành đợt phẫu thuật miễn phí thay khớp háng cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ngồi trên chiếc xe lăn bước ra từ phòng hồi sức sau phẫu thuật, anh Thái Phong Minh vẫn chưa thể tin mình đã được phẫu thuật khớp háng.
Anh là một trong 40 bệnh nhân được mổ miễn phí tại bệnh viện quân y 175. Tôi thì điều kiện cũng khó khăn vì đã mổ qua một lần là ở đốt xương sống và một chân rồi. Ở đây là giờ đây lần thứ ba. Nếu không được mổ đúng thời điểm thì bản thân tại vùng khớp háng đấy sẽ bị biến dạng. Bây giờ do bệnh nhân rất đau nên cái khả năng đi lại của bệnh nhân sẽ hạn chế, cơ cái vùng đùi bên đó sẽ bị teo. Bệnh nhân sẽ được miễn phí toàn bộ chi phí phẫu thuật thay khớp nhân tạo trị giá khoảng 80 đến 100 triệu đồng một khớp. Nếu được phẫu thuật, trong vòng 24 giờ sau phẫu thuật, họ sẽ đứng dậy đi lại được. Và trong vòng một tuần kể từ khi phẫu thuật, họ nên vận động đi ra ngoài nhẹ. Operation Walk Chicago OWC là tổ chức nhân đạo về phẫu thuật thay khớp, thành lập năm 1996 tại Mỹ. Hơn 20 năm hoạt động, tổ chức này đã phẫu thuật cho hàng ngàn bệnh nhân trên khắp thế giới. Ngày hội du lịch 2023 lần thứ 19 sẽ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 4 năm 2023 tại công viên 23 tháng 9 quận 1. Sự kiện quảng bá thu hút du khách trong và ngoài nước đến với thành phố Hồ Chí Minh, điểm đến an toàn, hành trình sống động. Đây là thông tin được Sở Du lịch công bố sáng nay. Ngày hội du lịch 2023 có quy mô hơn 100 gian hàng, trong đó có 46 gian hàng từ các tỉnh thành và các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, nhà hàng, các hãng hàng không và vận chuyển du lịch. Sự kiện là cơ hội để các đơn vị quảng bá, giới thiệu các sản phẩm dịch vụ mới, hấp dẫn thông qua các hoạt động kích cầu du lịch nội địa và quảng bá hình ảnh điểm đến thành phố, kết nối các điểm đến du khách trong nước và quốc tế. Trong khuôn khổ của ngày hội cũng sẽ có không gian trưng bày, triển lãm, gian hàng ẩm thực đặc sản vùng miền và ẩm thực quốc tế, phục vụ du khách tham quan trải nghiệm. Đây cũng là năm đầu tiên Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sàn giao dịch việc làm ngành du lịch 2023, tạo điều kiện kết nối doanh nghiệp và nhân lực ngành, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ của du lịch. Ngắm cảnh sông Hàn về đêm, xem cầu rồng phun lửa trên du thuyền là trải nghiệm thú vị, thu hút đông đảo du khách khi đến với Đà Nẵng. Nhằm đảm bảo an toàn cho du khách, các lực lượng chức năng tại đây đang tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát để hoạt động đi vào nền nếp trước cao điểm mùa dịch. Với khoảng 3.000 du khách mỗi tối, vào những ngày cuối tuần, cảng du lịch sông Hàn luôn tấp nập như thế này. Đây cũng là thời điểm lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy, công an thành phố Đà Nẵng căng mình với công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các phương tiện chở khách. Trước khi xuất bến thì chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra về giấy tờ xuất bến, số lượng con người trên thuyền, đặc biệt là kiểm tra cái nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện. Nếu chúng tôi phát hiện ra là cương quyết xử lý. Bên cạnh công tác giám sát, kiểm tra đột xuất, lực lượng cũng thường xuyên yêu cầu thuyền trưởng, chủ các phương tiện nêu cao tinh thần trách nhiệm, chở đúng số người quy định. Các du khách người nước ngoài thì họ cũng rất là thấy là an tâm khi mà họ thấy lực lượng chức năng của Việt Nam mình sát sao kiểm tra các cái hoạt động tàu thuyền. Với sự nỗ lực của các lực lượng chức năng, hoạt động du lịch trên sông Hàn luôn được an toàn, tạo sự hài lòng cho du khách, góp phần quảng bá Đà Nẵng là một điểm đến an toàn và hấp dẫn. Tiếp theo trong phần thông tin quốc tế của chương trình, mô hình trang trại trữ nước mưa cho mùa khô hạn ở Mỹ. Nhà thám hiểm người Nga phá vỡ hai kỷ lục thế giới mới về khinh khí cầu. Thưa quý vị, một trận lở đất ở miền trung Ecuador vào hôm qua đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương và hiện vẫn còn hơn 60 người mất tích. Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Đêm 26 rạng sáng 27 tháng 3 theo giờ địa phương, mưa lớn đã gây lở đất tại thị trấn Alausi, cách thủ đô Quito khoảng 315 km về phía nam. Theo thống kê, 163 ngôi nhà đã bị chôn vùi trong đống đất đá cao đến 20m, rộng 150m. Khoảng 500 người bị ảnh hưởng trong trận thiên tai này. Nhà chức trách địa phương đã phải sơ tán người dân lẫn một số đội cứu hộ do lo ngại có thêm các trận lở đất mới. Tôi sắp đi ngủ thì cảm thấy một cơn chấn động mạnh rung cả nhà. Sau đó tôi nghe thấy tiếng động rất lớn, rồi cả ngọn đồi sụp xuống. Trong những tuần qua, mưa lớn và một trận động đất đã phá hủy nhiều cầu đường và các cơ sở hạ tầng khác trên khắp Ecuador. Hồi đầu tháng này, Tổng thống Guillermo Lasso đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại 14 tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Hồi năm 2011, ông Don Cameron cố tình bơm nước mưa thừa vào làm ngập trang trại của mình để trữ nước cho mùa khô. Giờ đây, ông được xem là người tiên phong với một mô hình mà các nông dân khác nên học hỏi. Ông Cameron sở hữu trang trại rộng 2.400 ha ở thung lũng San Joaquin, trung tâm ngành nông nghiệp trị giá 50 tỷ đô la của California. Bang này thường xuyên hứng chịu các đợt hạn hán và lũ lụt xen kẽ nhau.
Theo phương pháp của ông Cameron, nếu người nông dân làm ngập cánh đồng thay vì chuyển lượng mưa vào các kênh lũ, thì lượng mưa dư thừa đó có thể thấm xuống lòng đất và được tích trữ đến lúc hạn hán quay trở lại. Lúc đầu, nhiều người nghĩ rằng đây là một ý tưởng điên rồ, sẽ gây thiệt hại mùa màng. Nhưng hiện mọi việc đang tiến triển thuận lợi. Chúng ta nên nghĩ tới phát triển nông nghiệp bền vững về lâu dài, vì hạn hán sẽ quay trở lại trong tương lai và có thể là cực đoan hơn. Ông Cameron ước tính hoạt động của ông sẽ thu gom được hơn 9 triệu lít nước mỗi tháng trong năm nay, từ cả nước mưa và băng tuyết tan chảy. Số nước này đủ cung cấp cho 16-18 ngàn hộ gia đình thành thị trong một năm. Dự án được Terra Nova đầu tư 8 triệu đô la và được Sở Tài nguyên nước California cung cấp 5 triệu đô la. Một nghệ sĩ điêu khắc gỗ người Đan Mạch vừa giới thiệu đến công chúng bộ tác phẩm mới mang tên Mẹ Mặt Trăng. Bộ sưu tập này được lấy cảm hứng từ khu vườn thần tiên và được sắp đặt tại một khu rừng. Thưởng lãm bộ tác phẩm điêu khắc Mẹ Mặt Trăng của nghệ sĩ Dumbo, khách tham quan như bước vào một chuyến phiêu lưu truy tìm kho báu. Sẽ có hai giai đoạn để đến với kho báu của tôi. Một, bạn phải tìm được 99 mảnh kim loại ẩn trong 99 hòn đá cùng 99 trò đùa chọc ghẹo. Sau đó mới là giai đoạn giải mã tìm đường dựa trên một bản đồ. Dumbo xây dựng thương hiệu cá nhân nhờ những sáng tạo độc đáo. Anh luôn được biết đến nhờ vào những tác phẩm ẩn mình trong thiên nhiên tại Đức, Hàn Quốc hay Mỹ. Còn tại Anh, những tác phẩm khủng long điêu khắc tại bảo tàng Crystal Palace phía nam thủ đô London sẽ sớm được thay da đổi thịt. Bộ sưu tập này có từ năm 1854, trực thuộc sự quản lý của Quỹ Di sản Anh. Dù không thể hiện tính chính xác về mặt khoa học, nhưng chúng được cho là dựa trên những hiểu biết mới nhất về khủng long vào thời điểm đó. Những con khủng long này đã có tuổi đời 170 năm, chúng đã xuống cấp trầm trọng, mặc cho những cố gắng bảo tồn và trùng tu. Danh tính của mạnh thường quân mới không được tiết lộ, nhưng bộ sưu tập tượng khủng long sẽ được nhận 5 triệu bảng Anh trong tổng gói 24 triệu bảng hỗ trợ cho các di sản rải rác trên toàn nước Anh. Nghệ thuật có thể xuất hiện ở bất cứ ngõ ngách nào miễn là nó đến được với công chúng. Với quan niệm này, một họa sĩ người Argentina đã vẽ tranh trên rác và để lại tác phẩm của mình trên đường phố. Đối với Martin Granvan, những mẫu rác tưởng chừng vô dụng lại là tấm toan tuyệt vời nhất. Ông đi khắp các con phố ở Buenos Aires, vẽ tranh trừu tượng lên những tờ bìa bỏ đi hoặc giỏ thùng rỗng, bất cứ vật liệu nào mà ông thấy thích hợp. Tôi thích những vật liệu bị người ta vứt đi, tôi vẽ những gì nảy ra trong đầu ngay lúc đó. Các tác phẩm của tôi thu hút nhiều người và cũng tạo ra nhiều tranh cãi. Không phải ai cũng quen với việc đem rác về nhà, nhưng nghệ thuật của tôi gợi lên cảm giác tôi muốn sở hữu bức tranh này. Ban đầu, Granvan khởi nghiệp trong lĩnh vực nghệ thuật truyền thống ở các phòng trưng bày, nhưng nghệ thuật hàn lâm khi ông cảm thấy cô đơn. Và ông quyết định đưa nghệ thuật trở lại với đại chúng thông qua những bức vẽ ngẫu nhiên mà ông để lại trên đường phố. Granvan cho biết các nhà sưu tập tranh của ông đều là người qua đường. Vì vậy, ông không hề biết mặt họ, nhưng ý nghĩ tác phẩm của mình được ai đó trân trọng khiến ông hạnh phúc. Tuần lễ thời trang thu đông Trung Quốc 2023 đang diễn ra ở thủ đô Bắc Kinh. Trong đó, các bộ sưu tập có yếu tố nghệ thuật truyền thống nhận được sự chú ý hơn cả. Khán giả bị ấn tượng bởi cách mà thương hiệu Mo Han Yun kết hợp văn hóa Trung Quốc và thời trang hiện đại trong các mẫu trang phục mới của mình. Thương hiệu này lấy cảm hứng từ tác phẩm Sơn Hải Kinh cách đây hơn 2.200 năm, trong đó gồm nhiều đề tài như thần thoại, địa lý, động thực vật, vũ thuật. Văn hóa của Trung Quốc rất đa dạng, nghề thủ công và những câu chuyện văn hóa của Trung Quốc đã truyền cho chúng tôi rất nhiều năng lượng. Trong khi đó, hãng A Life on the Left mang đến những bộ trang phục có tông màu sáng được nhuộm từ phương pháp truyền thống với nguyên liệu thực vật, ví dụ như màu đỏ được lấy từ hoa dâm bụt. Tuần lễ thời trang thu đông Trung Quốc 2023 sẽ kéo dài tới ngày 31 tháng 3. Một nhà thám hiểm người Nga vừa phá vỡ không chỉ một mà là hai kỷ lục thế giới về khinh khí cầu. Đó là các kỷ lục về quãng đường và thời gian của một chuyến bay thẳng. Nhà thám hiểm Fedor Konyukov thực hiện chuyến bay trên khinh khí cầu Post Agro phối hợp cùng với Chủ tịch Liên đoàn Khinh khí cầu Nga Ivan Menyailo. Chuyến bay bắt đầu vào ngày 24 tháng 3 tại thành phố Kirovsk và kết thúc vào ngày 26 tháng 3 tại thành phố Krasnoyarsk. Khinh khí cầu Force Agro đã bay quãng đường dài 2.540 km, nhiều hơn 174 km so với kỷ lục thế giới trước đó vào năm 1994, thuộc về phi công người Nhật Bản Michio Kanda, và thời gian kỷ lục mà chúng tôi xác lập được là 60 giờ.
Cũng theo ông Konyukov, đây là lần đầu tiên ông sử dụng một khinh khí cầu có thể tích lên đến 12.000 mét khối và lần đầu tiên sử dụng khinh khí cầu được chế tạo tại Nga thay vì được đặt hàng ở nước ngoài. Năm 2016, ông Konyukov đã lập kỷ lục chu du một mình vòng quanh thế giới trên khinh khí cầu trong thời gian ngắn nhất là 11 ngày. Kỷ lục trước đó là 13 ngày do Steve Fawcett, người Mỹ thiết lập vào năm 2002. Tiếp theo trong phần an ninh trật tự và an toàn giao thông, một người phụ nữ bị hàng xóm đánh tử vong ở Tiền Giang. Tạm giữ hai đối tượng chế tạo mua bán vũ khí quân dụng số lượng lớn. Thưa quý vị, trưa nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản khẩn gửi các cơ sở giáo dục trên địa bàn yêu cầu nâng cao cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo mới nhắm vào học sinh. Lần này là chiêu ba con gặp tai nạn. Trước đó, đại diện trường Trung học phổ thông Phú Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận một vụ nghi lừa đảo bắt cóc đã xảy ra vào trưa ngày 24 tháng 3. Khi đó, một học sinh đang đứng trước cổng trường thì có đối tượng đến nói cha của em gặp tai nạn. Người này giới thiệu là bạn của cha mẹ học sinh, bảo em lên xe để chở đến bệnh viện gấp. Do cha của nam sinh trên đã qua đời nên em không mắc bẫy và đến gặp giám thị báo cáo sự việc. Trường đã gửi cảnh báo đến toàn bộ phụ huynh học sinh. Mặt khác, trường cũng lưu ý các em đặt xe công nghệ phải chú ý kỹ biển số trước khi lên xe và không mang các vật dụng đắt tiền khi đi học. Sở Giáo dục Đào tạo cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục rà soát công tác liên lạc giữa nhà trường và gia đình, cập nhật thông tin để phụ huynh và học sinh tránh được hành vi lừa đảo. Sở cũng đồng thời yêu cầu các trường phối hợp với lực lượng chức năng địa phương đảm bảo an toàn cho học sinh sinh viên tại khu vực cổng trường. Mâu thuẫn dẫn đến cãi vã xô xát, một phụ nữ đã bị hàng xóm dùng cây đánh tử vong. Vụ việc xảy ra tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Vụ việc xảy ra vào khoảng 17 giờ hôm qua tại ấp Tân Thành, huyện Châu Thành. Bà P, 68 tuổi, có mâu thuẫn, cãi vã rồi dẫn đến xô xát với hàng xóm là ông Huỳnh Văn H, 53 tuổi. Trong lúc xô xát, bà P bị ông H dùng cây gậy đập vào đầu nhiều cái khiến bà gục xuống đường. Ông H vẫn tiếp tục đánh cho đến khi có người can ngăn mới dừng lại. Bà P được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Người dân sống quanh khu vực cho biết ông H thường xuyên nhậu nhẹt và xích mích với hàng xóm. Hiện vụ việc đang được công an huyện Châu Thành điều tra, làm rõ. Hôm nay, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã triệt xóa thành công chuyên án tạm giữ hai đối tượng để điều tra về hành vi chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng số lượng lớn. Trước đó, tại đường Thuận Giao 9, thành phố Thuận An, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Phạm Văn Minh, 19 tuổi, ngụ quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, đang tàng trữ hai khẩu súng kiểu dáng rulo và 52 viên đạn kim loại màu vàng đồng. Tiếp tục điều tra mở rộng, tổ công tác tạm giữ thêm Lâm Tấn Thịnh, 28 tuổi, ngụ quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Tiến hành khám xét nơi ở của hai đối tượng, tổ công tác thu giữ hai khẩu súng dài, 15 khẩu súng ngắn loại rulo ổ xoay, hơn 300 viên đạn và nhiều dụng cụ dùng để chế tạo súng. Qua làm việc, đối tượng Minh thừa nhận chế tạo súng, sau đó đăng bán trên mạng xã hội để kiếm lời. Còn Thịnh là người sơn súng thuê cho Minh và trao đổi mua bán súng. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Cũng tại Bình Dương, chiều nay, Công an thành phố Thuận An cho biết đang tạm giữ hình sự Bùi Châu Thanh, 33 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Khoảng 20 giờ tối qua, chị Dương Thị Ánh Tuyết, 44 tuổi, quê Sóc Trăng, đi bộ trên đường Bình Hòa 24, thành phố Thuận An để về nhà trọ. Lúc này, đối tượng Thanh điều khiển xe máy áp sát chị Tuyết để đồng bọn là Vũ giật sợi dây chuyền của chị. Chị Tuyết kịp thời giật lại được và tri hô. Chồng chị Tuyết từ nhà trọ đã lao ra đạp xe làm hai tên cướp té xuống đường. Người dân hợp sức bắt được Thanh, còn Vũ dùng hung khí chống trả và chạy thoát. Đối tượng Thanh cùng chiếc xe đã được đưa về trụ sở công an. Thanh và đồng bọn bị nghi ngờ đã gây ra hàng loạt vụ giật dây chuyền gần đây. Công an thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa bắt quả tang một nhóm đối tượng tụ tập lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền vào tối qua. Tổ công tác đã theo dõi và tiến hành kiểm tra quán cà phê không tên nằm sâu trong hẻm Lê Thị Hồng Gấm thuộc phường 2 thành phố Vĩnh Long. Tại đây, lực lượng chức năng bắt giữ 8 đối tượng đang tổ chức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền. Những người này có hộ khẩu tại các huyện Long Hồ, Tam Bình, Mang Thít và thành phố Vĩnh Long. Công an đã thu giữ số tiền hơn 3 triệu đồng trên chiếu bạc, cùng hơn 47 triệu đồng trên người các đối tượng và khu vực xung quanh. Vụ việc đang được xác minh làm rõ để xử lý các đối tượng. Sáng nay, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên đường liên xã thuộc huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Chiếc xe bán tải tông trúng người đàn ông đi xe máy, hất văng cả người và xe ra xa hàng chục mét.
Khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, chiếc ô tô bán tải chưa rõ người điều khiển lưu thông trên đường liên xã hướng từ huyện Đồng Phú đi tỉnh Bình Dương. Đến ấp 7 xã Tân Lập, xe tải bất ngờ tông thẳng vào xe máy do người đàn ông tên Lai, 50 tuổi, ngụ xã Tân Lập điều khiển. Ông này từ trong nhà bên phía tay phải đi ra đường. Cú tông mạnh khiến nạn nhân và xe máy bị giăng lên phía trước hàng chục mét. Người đàn ông bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Hôm nay, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa phối hợp với các cơ quan kiểm tra địa điểm kinh doanh của công ty TL ở phường Long Bình, thành phố Biên Hòa. Lực lượng liên ngành phát hiện hơn 1,8 tấn các sản phẩm động vật đông lạnh không có hồ sơ, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Trong đó hơn 410 kg đùi gà có dấu hiệu biến đổi màu sắc, có mùi hôi. Đoàn đã lập biên bản niêm phong tạm giữ toàn bộ số thực phẩm trên, giao công ty chịu trách nhiệm bảo quản để xử lý theo quy định của pháp luật. Phần thông tin cập nhật, thưa quý vị, đã có ít nhất 39 người thiệt mạng và khoảng 100 người khác bị thương trong một vụ cháy tòa nhà dành cho người nhập cư ở Mexico vào hôm nay theo giờ Việt Nam. Giới chức cho biết vụ cháy xảy ra tại tòa nhà thuộc Viện Di cư Quốc gia dành cho người tị nạn ở thành phố Ciudad Juárez. Vụ cháy xảy ra sau khi các cơ quan chức năng bắt giữ 71 người nhập cư tại thành phố hôm 27 tháng 3. Hiện nguyên nhân vụ cháy cũng như quốc tịch của các nạn nhân chưa được công bố. Thông tin tiếp theo về vụ nổ đầu đạn ở tỉnh Kon Tum mà 60 giây đã đưa tin. Chiều nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết có thêm một nạn nhân nữa tử vong dù đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa. Đó là em A Tiến, 11 tuổi. Như vậy, tính đến hôm nay, vụ nổ đầu đạn tại thôn Con Đao Dốp đã khiến 3 người tử vong, 3 người bị thương. Trước đó, chiều ngày 25 tháng 3, anh A Nhi, 24 tuổi, trong lúc đi làm rẫy thì nhặt được một đầu đạn. Sau đó, Nhi đưa về nhà bố vợ ở cùng làng rồi dùng rựa chặt làm quả đạn phát nổ. Vụ nổ khiến anh A Nhi tử vong tại chỗ. Con của anh Nhi, 3 tuổi, tử vong tại trạm y tế xã. Bố vợ Nhi bị thương nhẹ. Còn vợ Nhi và hai người em là A Tiến và A Thuận bị thương nặng, được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cấp cứu điều trị. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 60 giây chiều nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây sáng mai cũng vào khung giờ quen thuộc là 6 giờ 30 trên cả hai kênh HTV7 và HTV9 với những thông tin mới nhất được chúng tôi cập nhật trong đêm. Chúc quý vị có một buổi tối với thật nhiều niềm vui. Xin kính chào tạm biệt.